Thì cha vừa mới chia sẻ cho chúng con là một cái hình ảnh là thánh lễ giống như một bàn tiệc. Thì tại sao giáo hội lại buộc mọi tín hữu phải tham dự thánh lễ Chúa Nhật? Khán thính giả Kimberly Nguyễn ở tại Westminster, California, Hoa Kỳ đã thắc mắc như thế trong lá thư kể rằng một anh bạn công giáo của con rất đạo đức, siêng năng tham dự thánh lễ đã nói với con rằng trong những trường hợp không tham dự thánh lễ được thì có thể lần hạt, làm việc lành để bù lại. Miễn làm sao mình còn niềm tin vào Chúa là được. Thiên Chúa đâu có bắt tội mình. Điều đó có đúng không thưa cha? Câu trả lời là đúng và không đúng. Dĩ nhiên là Thiên Chúa chẳng bắt tội ai. Đấy, nhưng mà nếu ta chỉ coi tham dự thánh lễ như là một cái điều gì đó bắt buộc đó, thì ta mới chỉ dừng lại ở điều tối thiểu. Chẳng ai bắt chúng ta phải ăn cả. Nhưng mà ăn là một nhu cầu để sống. Ai trong chúng ta cũng phải ăn, muốn ăn và thích ăn ngon. Đâu có ai quy định trong một ngày bắt buộc phải ăn 2 bữa hay 3 bữa đâu. Mà nó là một nhu cầu, một nhu cầu của đời sống tự nhiên. Thì thánh lễ là một nhu cầu của đời sống thiêng liêng, một nhu cầu của đời sống thiêng liêng. Giáo hội sở dĩ bắt buộc người Kitô hữu phải tham dự thánh lễ Chúa Nhật và các lễ buộc để mà giúp cho người tín hữu ý thức cái tầm quan trọng và sự sống của mình. Cũng giống như là một bà mẹ nuôi một đứa trẻ, thì bà mẹ nói rằng mỗi ngày con phải uống cho mẹ hết cái chai sữa này, bắt buộc phải uống. Con đứa trẻ bảo con không uống được không, con uống nước lạnh thay sữa được không? Mẹ bảo không được, bắt buộc con một ngày phải uống hết chai sữa này và phải ăn hết cái bánh này cho mẹ, và buổi trưa, đặc biệt buổi trưa là phải ăn cơm. Đứa bé bảo con không ăn cơm, con chỉ uống nước có được không? Dĩ nhiên nó lười ăn. Nhưng mà tại sao bà mẹ lại bắt như vậy? Bắt cái đấy là vì sự sống của con chứ không phải mẹ vì mẹ. Đứa bé chưa đủ ý thức và chưa lớn đủ để mà gì? Lo cho mình. Thì cái điều bắt buộc đó của mẹ có khi thì dọa, mà có khi thì thí dỗ. Ăn không thì cho mẹ, tí cho mẹ cho ăn kem. Ăn xong chiều mẹ cho đi chơi, coi phim, vân vân. Thế thì để cho đứa trẻ vì sự sống của nó. Giáo hội quy định như vậy để cho chúng ta ý thức. Còn nếu chị là người yêu mến thánh lễ thì không chỉ chị đi lễ Chúa Nhật đâu, mà không thể bỏ lễ ngày thường nữa kìa. Mỗi ngày làm gì thì làm, khởi đầu một ngày sống là tham dự thánh lễ, hoặc kết thúc một ngày làm việc ta dành giờ để thờ phượng Chúa, và tự nhiên ta cảm thấy mình được sống trong cái bầu khí ân sủng. Cho nên nếu chỉ coi lễ như một điều bắt buộc thì cái đấy ta đang sống đời sống đức tin của mình ở cái mức độ thấp nhất. Và nếu trong trường hợp không đi lễ được thì làm một việc đạo đức, đọc kinh bù thì có được không? Hôm nay tôi không có điều kiện để nấu một nồi cơm nữa. Không có giờ để ăn cơm, không có giờ để mà làm cái gì. Tôi đến ngó trong tủ chẳng còn cái gì ngoài một gói mì tôm. Mà tìm hoài cũng không thấy cái nồi nấu nước sôi đâu để nấu nước sôi mà ăn nữa. Thôi ăn khô vậy đủ uống nước. Hỏi có được không? Được chứ, tạm vậy thôi. Tạm vậy, bởi vì tối nay không ăn là đói không ngủ được đâu. Tạm vậy, mai mình tính sau, khuya rồi. Nhưng mà hỏi rằng ngày nào cũng thế, chỉ có ăn mì tôm không như vậy uống nước có được không? Thì tôi cho các bạn có câu trả lời, thôi không cần trả lời điều đó nữa. Đâu là cái sự sống đích thật của bạn? Đấy. Trong trường hợp chúng ta không thể đi lễ, dĩ nhiên có những lý do làm sao ta đi được, ta đau bệnh, hay là ta phải chăm sóc người bệnh hoặc vân vân, không thể. Thì dĩ nhiên làm sao đừng để ta chăm sóc người khác nhưng ta lại đói khát tâm hồn của mình. Thì có những cách thức nào đó giúp ta dù không được no nhưng mà cũng lót dạ. Tôi diễn tả bằng một bữa ăn thực tế như vậy để cho thấy cái sự cần thiết của việc tham dự thánh lễ một cách đúng đắn. Dạ, cảm ơn cha.